cảm tạ Chúa hôm nay Chúa cho hương được hội Chúa với hội thánh CEO được đứng lên đây ca ngợi Chúa trong mùa lễ Giáng sinh. Xin Chúa Ngài tiếp tục ban phước dư dật trên hội thánh CEO như Ngài đã từng ban phước trong năm tháng qua. Xin tối hôm nay Chúa Giáng sinh trong mỗi lòng của chúng ta. Bài hát tôi không thể biết lời dịch của mục sư tiến sĩ Lê Đức Thạnh. Xin được tôn vinh Chúa sau đây. Thank you.